hiếm muộn 6 năm nay, được tư vấn làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng mà số lượng trứng của em rất là ít, thì tỷ lệ thành công có cao không ạ? Thực ra khi mà trứng ít thì tỷ lệ thành công thụ tinh ống nghiệm chắc chắn là sẽ thấp hơn những người mà số lượng trứng họ bình thường hoặc là nhiều. Thế thì tại vì làm sao? Tại vì khi mà tạo phôi ấy, họ có nhiều trứng thì tiên lượng là họ sẽ tạo lấy được nhiều noãn. Sau khi kích trứng lấy được nhiều noãn và tạo được nhiều phôi, nếu như không có thai trong lần chuyển phôi đầu tiên, họ sẽ tiếp tục giã phôi ra và chuyển tiếp, không có thai lại chuyển tiếp như thế, thì rõ ràng là tỷ lệ cộng dồn là nó cao rồi, cao hơn là bây giờ em ít trứng, đúng không? Tóm lại là ít năng cơ sở đấy, thì kích lên em cũng không thể được nhiều trứng được, không thể nhiều noãn được, và ít noãn thì đồng nghĩa em sẽ ít phôi đấy. Nhưng mà em cứ yên tâm, đến Phụ Sản Hà Nội cũng đã có rất là nhiều bệnh nhân cũng ít trứng như em nhá, nhưng mà cũng nhiều người rất là may mắn, họ có thai ngay từ lần đầu tiên kích trứng, tạo phôi và chuyển phôi đấy. Đơn cử như là chỉ có một bệnh nhân tận 44 tuổi rồi nhá, nhà ở Hưng Yên đó, là AMH của họ chỉ có 0,4 thôi, năng cơ sở hai bên là mỗi bên có 2, tức là cả hai buồng trứng chỉ có 4 cái năng cơ sở để kích lên. Nhưng rất là may mắn, khi kích lên thì họ được nguyên cả 4 cái năng đó đều phát triển, và khi chọc ra họ được nguyên 4 noãn. Rất là may mắn họ chuyển phôi và có con ngay, có thai ngay và đã đẻ rồi. Đấy thì em cứ yên tâm, ít nhưng mà tóm lại là mình vẫn còn trứng, mình vẫn còn cơ hội. Quan trọng là mình ít và mình chắt chiu và mình chọn những cơ sở uy tín nhá, uy tín có một đội ngũ lành nghề cũng như là trang thiết bị rất là hiện đại để hỗ trợ cho mình cái chất lượng phôi rất là nhiều. Thế thì em cứ yên tâm nhá, mình cứ đi rồi thấy đường thôi. Bệnh viện có hỗ trợ hay chương trình gì không ạ? Vì kinh tế nhà em không nhiều ạ. Cũng có đấy. Đợt này Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đang có chương trình miễn phí, tức là phát voucher cho bệnh nhân đến làm hồ sơ tự thí nghiệm, và sẽ làm từ giờ cho đến hết tháng 6, một voucher để miễn phí cho cái kỹ thuật hỗ trợ phôi làm tổ, hỗ trợ phôi thoát màng, là hai cái kỹ thuật làm tăng tỷ lệ thụ thai. Và ngoài ra thì sẽ khuyến mại bảo quản, cái phí bảo quản phôi cho 2 năm. Nghĩa là sau khi làm thí nghiệm thì hết 3 năm em mới phải đóng tiếp tiền bảo quản phôi. Chị, cái giá trị của cái voucher này lên tới gần 10 triệu. Chị nghĩ là mình nếu có chỉ định làm thí nghiệm rồi thì mình cũng tận dụng cái chương trình này đi để bớt một phần kinh phí cho thí nghiệm. Cảm ơn bác sĩ, em sẽ đăng ký hôm nay ạ. Ok em.